Hôm nay anh em ở sàn Tây Nguyên mời các bạn trải nghiệm một trứng đá thạch anh. Trứng đá thạch anh nặng khoảng 6,5 kg, cao khoảng 20 cm. Trứng này có tác dụng phong thủy cái gì và nên đặt ở đâu? Hôm nay mời các bạn cùng anh em ở sàn trải nghiệm một trứng đá thạch anh này. Những ai đang muốn khởi động lại một công việc mới hay tái tạo đại năng lượng thì các bạn hãy dùng quả trứng đá thạch này để giúp cho các bạn bắt đầu hồi phục lại năng lượng, tái tạo lại. Các bạn nên để ngay ở bàn làm việc hay các bạn để ngay phòng khách để tạo sinh khí cho ngôi nhà của bạn. Anh em ở sàn Tây Nguyên chuyên về các loại đá phong thủy tự nhiên Việt Nam mình. Nếu các bạn là người yêu thích các loại đá phong thủy tự nhiên, hãy đăng ký kênh theo dõi anh em nhà sàn Tây Nguyên luôn chia sẻ về các loại đá phong thủy. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.